Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình tối nay, thứ ba ngày 2 tháng 4. Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Dâng hương kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Khai mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh Tuyên Quang lần thứ 11 năm 2024. Thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Trong phần tin thế giới, Pháp đề xuất dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm giám sát lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Chiều nay, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Cùng dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ngày 28 tháng 11 năm 2023, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật được ban hành nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời kiện toàn, tinh gọn về đầu mối, gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, toàn diện, xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện luật. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đề nghị toàn lực lượng công an phải thống nhất, nhận thức tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Công an các đơn vị địa phương tham mưu xây dựng và ban hành các hướng dẫn liên quan tới các vấn đề như tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, cơ cấu, chế độ chính sách, tổ chức tập huấn, chủ trì xây dựng hướng dẫn về kỹ thuật, định mức phương tiện, thiết bị công cụ hỗ trợ, các quy định về quản lý sử dụng tài sản công cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, tính đến thời điểm luật có hiệu lực thi hành, thời gian còn lại rất ngắn, các đơn vị địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong hành động, bảo đảm chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thi hành luật đúng tiến độ. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, mùng 2 tháng 4 năm 1904, mùng 2 tháng 4 năm 2024. Sáng nay, đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và huyện Sơn Dương. Các đồng chí trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời đấu tranh vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Tháng 8 năm 1945, tại Quốc dân Đại hội Tân Trào, đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một trong năm người được bầu vào Ban Thường trực của Ủy ban Dân tộc Giải phóng. Cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí được cử là đại diện của Tổng bộ Việt Minh vào Huế, tức ấn tín của Vua Bảo Đại, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam. Quá trình hoạt động cách mạng tại Tuyên Quang, đồng chí là người đầu tiên được giao thực hiện nhiệm vụ phụ trách tài chính cho Đảng và Mặt trận Việt Minh. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tự hào và biết ơn về những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, nguyện học tập, noi theo tấm gương đạo đức của đồng chí và các vị tiền bối cách mạng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức,
đồng lòng chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Sáng nay, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 11 năm 2024. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tuyên Quang lần thứ 11 năm 2024 được mở đầu bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng của các khối cờ Tổ quốc, cờ Phù Đổng, kiệu ảnh Bác Hồ, hồng kỳ, khối vận động viên, trọng tài, thể hiện sức mạnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương nhấn mạnh, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tuyên Quang là sự kiện thể dục thể thao lớn, được tổ chức 4 năm một lần nhằm đánh giá và ghi nhận sự phát triển của phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các trường học trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo động lực để các em rèn đức, luyện tài. Qua đó phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao cho tỉnh và đất nước, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương, trường học, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và toàn quốc năm 2024. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tuyên Quang lần thứ 11 năm 2024 có gần 2.000 vận động viên tiêu biểu, đại diện cho trên 170.000 học sinh phổ thông toàn tỉnh. Trong thời gian từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4, các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 môn thi đấu: bóng đá, cờ vua, điền kinh, đẩy gậy, cầu lông, vô vi nam, võ cổ truyền. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào các môn thi đấu đầu tiên tại trường Đại học Tân Trào. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển đất nước năm 2024 do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Thời gian qua, công tác ngoại giao kinh tế đã được Bộ Ngoại giao cùng các bộ ngành địa phương triển khai toàn diện, đi vào chiều sâu, thực chất, mở ra các hướng đi mới, mang tính đột phá. Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta cả năm 2023 đạt 683 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu khoảng 28 tỷ đô la Mỹ, nhiều nhất từ trước tới nay. Thu hút FDI đạt gần 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% trong bối cảnh thương mại đầu tư toàn cầu bị thu hẹp. Vốn FDI thực hiện đạt gần 23,2 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra giải pháp nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả triển khai công tác ngoại giao kinh tế. Dự báo tình hình thế giới và khu vực năm 2024 tiếp tục chiều hướng phức tạp, có thể phát sinh thêm những biến động mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành ngoại giao và các cơ quan liên quan cần tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế trên cơ sở đổi mới về tư duy, tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy vai trò trung tâm của kinh tế, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, công tác ngoại giao kinh tế phải trên tinh thần ba cùng, cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữa bên trong và bên ngoài, giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân. Tạo lập môi trường, hòa bình, ổn định, hợp tác cho phát triển. Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, người dân với người dân, đặc biệt là địa phương với địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 11 năm 2024, trong không khí hào hứng, sôi nổi, các vận động viên đã bước vào những môn thi đấu đầu tiên. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Cờ vua là một trong những môn thi đấu thu hút từ đông đảo vận động viên ở mọi lứa tuổi tham gia. Có những vận động viên đã từng tham gia thi đấu ở nhiều giải khác nhau. Cũng có những em lần đầu tiên được tham gia thi đấu.
nhưng tất cả đều rất hào hứng và quyết tâm để có được kết quả tốt nhất. Con thấy rất là vui và háo hức. Bây giờ con sẽ cùng các bạn của đội thành phố sẵn sàng với tinh thần cao nhất để cùng nhau chiến thắng, tiến tiếp vào vòng trong. Đây là lần đầu tiên tham gia hội khỏe vận động cấp tỉnh. Em và các bạn đoàn kết, trải nghiệm tốt hơn trong học tập. Tham gia hội khỏe phù đồng năm nay có gần 2.000 vận động viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Đây là những vận động viên tiêu biểu được tuyển chọn qua nhiều cấp. Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, ở tất cả các điểm tổ chức các môn thi đấu, các trận đấu diễn ra đầy sôi động, hào hứng. Là ngày hội thể thao của tuổi trẻ học đường, nên các học sinh tham gia hội khỏe phù đồng sẽ có thêm cơ hội để giao lưu, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị khác. Cuộc thi này đối với học sinh chúng em thì nó rất là ý nghĩa. Bọn em tham gia với tinh thần gọi là muốn học hỏi với cả muốn đi cọ sát với những đối thủ mạnh hơn mình và được rút ra thật nhiều bài học. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên không chỉ thể hiện tài năng thể thao cùng quyết tâm giành thành tích cao nhất, mà qua đây còn thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các em học sinh và các đơn vị trường học. Năm nay số lượng vận động viên tham gia đông, cùng sự chuẩn bị chu đáo bài bản của các đoàn hứa hẹn mang đến những màn so tài đầy kịch tính và hấp dẫn. Hội khỏe sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 1 năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước tăng 8,6%. Đặc biệt là giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có những ngành hàng gặp khó khăn cũng đã bứt phá để tăng trưởng. Với tinh thần không để đầu năm thong thả cuối năm vất vả, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khởi động lại hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và các đơn hàng ký kết trước đó. Việc chuẩn bị từ sớm về đơn hàng, nguồn nguyên liệu, tổ chức vận hành đã giúp các doanh nghiệp bắt nhịp nhanh với công việc, bảo đảm kế hoạch sản xuất đầu năm. Để đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16% trong năm 2024, ngành công thương đã chủ động đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ngay từ đầu năm. Tập trung vào việc đôn đốc các cái cơ sở sản xuất hiện có, đồng thời là cùng phối hợp với ngành liên quan để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các cái dự án công nghiệp đang triển khai. Thì qua các cái việc sớm đi vào hoạt động của các cái dự án công nghiệp ấy, thì cũng sẽ tạo ra cái giá trị gia tăng, đóng góp cho cái phát triển kinh tế chung của tỉnh. Từ những chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan chức năng, sản xuất công nghiệp đã có những kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp quý 1 ước đạt trên 5.447 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2023. Một số sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ như giày da tăng 27,8%, giấy đế xuất khẩu tăng 20,8%. Đặc biệt, hai ngành hàng khó khăn nhất của năm ngoái là dệt may và đồ gỗ đều tăng trưởng trên 6%. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp cho biết đã có đơn hàng đến hết tháng 6 năm 2024. Đồng thời, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh. Trong quý có 78 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 90,2% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy động lực chung của lĩnh vực sản xuất công nghiệp đang có những dấu hiệu tích cực. Điều này cũng cho thấy hiệu quả của công tác điều hành với quyết tâm tăng tốc ngay từ quý 1 tạo đà cho quý 2 bứt phá. Với một cái tinh thần là vừa kỷ cương trách nhiệm, vừa chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo và hiệu quả bền vững, chúng ta tập trung cao độ trong cái giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tính chủ động của từng ngành, của từng huyện. Thì tôi muốn nói cái điều này để chúng ta thấy rằng là nó không có cái gì khó khăn mà chúng ta không tìm ra giải pháp được. Quyết tâm và hành động của chính quyền, trách nhiệm và năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng để tạo nên những tín hiệu vui của ngành công nghiệp, tạo đà cho tăng trưởng những tháng tiếp theo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ thuế. Đây là những giải pháp, biện pháp được ngành thuế tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện, qua đó nhằm đảm bảo mục tiêu thu ngân sách năm 2024 đạt 3.800 tỷ đồng. Quý 1, ước thu nội địa trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ năm ngoái khoảng trên 30%, nhưng tỷ lệ thu mới chỉ đạt gần 21% dự toán của Bộ Tài chính giao, đang ở mức thấp hơn bình quân chung. Theo đánh giá của cơ quan thuế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thu chưa đạt bình quân.
trong đó có việc doanh nghiệp chậm nộp ngân sách nhà nước và một số khoản chưa đến kỳ thu. Có nhiều cái nguyên nhân, có nhiều cái khó khăn. Nhất là cái một số cái doanh nghiệp có số phát sinh nợ lớn là cũng chưa có khó khăn về tình tài chính nên chưa nộp được theo cái dự kiến. Thứ hai là một số cái khoản thu mà nó có cái sự khó khăn phát sinh thấp ở trong quý 1. Đảm bảo hoàn thành dự toán thu của năm, ngành thuế đang tiếp tục triển khai các giải pháp, biện pháp quản lý thu, hỗ trợ người nộp thuế, cải cách hành chính và số hóa trong quản lý thu được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng quản lý thu, đảm bảo minh bạch, chính xác và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, doanh nghiệp này có doanh thu phát sinh và hàng ngày xuất một lượng lớn hóa đơn. Thực hiện kê khai, nộp thuế và hóa đơn điện tử đã giúp cắt giảm chi phí, việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách cũng thuận lợi hơn. Sự hỗ trợ từ cơ quan thuế thì lúc nào cũng là nhiệt tình nên là việc kê khai thuế rất là dễ dàng. Từ khai thuế hóa đơn điện tử này thì ở điện máy xanh không gặp khó khăn gì hết. Ngành thuế cũng sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích tình hình thu ngân sách của từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, qua đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực sắc thuế còn thất thu để kịp thời đưa ra cách thức quản lý hiệu quả. Công tác chống thất thu, gian lận thuế được tập trung với việc quản lý thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế, thực hiện quản lý đôn đốc việc xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với quản lý nợ, hiện nợ thuế trên địa bàn đang ở mức cao, vì vậy nhiều biện pháp sẽ được thực hiện. Cục thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Thứ nhất là đôn đốc nộp theo thông báo của cơ quan thuế. Thứ hai là đối với các trường hợp mà theo quy định là trên 90 ngày thì cơ quan thuế đều ra các hình thức cưỡng chế theo quy định pháp luật như cưỡng chế về tài khoản, cưỡng chế hóa đơn và thông báo là cấm dừng xuất nhập cảnh. Bằng những giải pháp, biện pháp đồng bộ, ngành thuế tỉnh Tuyên Quang phấn đấu năm 2024 hoàn thành mục tiêu thu ngân sách theo dự toán và đảm bảo nợ thuế ở mức thấp nhất theo quy định. Tại hội nghị giao ban công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo Bộ nhấn mạnh mục tiêu của năm nay là giải ngân 100% kế hoạch được giao, đồng thời yêu cầu các đơn vị phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh nhất tiến độ, đảm bảo giải ngân thực chất, có khối lượng, sản lượng và chất lượng. Theo Vụ Kế hoạch Đầu tư Bộ Giao thông Vận tải, năm 2024, tổng số kế hoạch vốn Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao là 56.666 tỷ đồng. Ước đến hết tháng 3, Bộ đã giải ngân 10.700 tỷ đồng, đạt hơn 19%, cao hơn mức trung bình chung của cả nước và cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 17%. Hiện nay, hầu hết các dự án giao thông trọng điểm đều đẩy nhanh tiến độ, nhất là một số dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 đang phấn đấu rút ngắn thời gian từ 3 đến 6 tháng, đồng nghĩa với việc giải ngân vốn sẽ nhanh hơn. Thì tôi cũng xin nhắc các cái chủ đầu tư là mặc dù kết quả thì khả quan và cái số vốn năm nay thì được giao thì thấp hơn số vốn năm ngoái nhưng mà tuyệt đối cũng không được chủ quan, đặc biệt là trong thời gian tới sẽ có những cái biến đổi bất thường về thời tiết cũng như là các cái yếu tố về biến động giá hay là nguồn cung vật liệu. Đánh giá kết quả của giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm của Bộ Giao thông Vận tải có những tín hiệu tích cực. Bộ trưởng cho biết, nếu tính cả số vốn đang đề xuất Chính phủ bổ sung, mục tiêu năm 2024 sẽ phải giải ngân khoảng 65.000 tỷ đồng. Để đảm bảo hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động tháo gỡ khó khăn, nhất là mặt bằng, vật liệu đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Vừa rồi chúng ta là rất quyết liệt trong cái việc mà xử lý cái vấn đề liên quan đến nguyên vật liệu cát đắp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì đến bây giờ thì chúng ta đang có nhiều cái kết hợp nhiều cái giải pháp. Thì bây giờ cái tình hình mà nguyên vật liệu thì cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhưng mà chúng ta không chủ quan. Trong phần tiếp theo của chương trình. Thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi người dân, đặc biệt là khi mùa nắng nóng đang đến gần.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, nhằm mục đích thu thập thông tin làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025. Hiện nay thì các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Tuyên Quang. Đây là lần đầu tiên ông Phạm Văn Nhẹn tham gia trả lời điều tra dân số và nhà ở. Với trách nhiệm nghĩa vụ công dân của mình, ông đã hợp tác với các điều tra viên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. Thì bản thân tôi cũng kê khai, cung cấp các những cái thông tin chính xác về nhà ở, thế rồi thì về và các thành viên trong gia đình. Đối với các điều tra viên, sau 2 ngày tiến hành thực hiện điều tra, hầu hết đã thành thạo trong các thao tác, sử dụng phần mềm CAPI và thực hiện phỏng vấn người dân, thu thập thông tin. Trong quá trình thực hiện điều tra của 2 ngày thì trước hết trước điều tra chúng tôi đã có tuyên truyền với các tổ và các tổ dân phố đã tuyên truyền đến các hộ gia đình được điều tra chọn mẫu. Trong quá trình đến các hộ thì vui với các hộ thì các hộ nhiệt tình, niềm nở và đón tiếp là khi kê khai đầy đủ các thông tin mà cần điều tra. Còn trong quá trình thực hiện cái chỗ mà điều tra CAPI thì phần mềm CAPI đã chạy rất tốt. Năm 2024, thành phố Tuyên Quang có gần 60 địa bàn điều tra. Địa phương đã huy động 23 điều tra viên và 4 giám sát viên tham gia công tác này. Để hoàn thành đúng kế hoạch, hiện các điều tra viên, giám sát viên đang bám sát địa bàn được phân công, thực hiện đúng quy trình phỏng vấn để thu thập thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất. Điểm mới năm nay là lần đầu tiên điều tra dân số cả với người nước ngoài, làm việc và cư trú lâu dài tại Việt Nam. Cuộc điều tra này sẽ thu thập thông tin về nhân khẩu học của các thành viên của hộ, thông tin về di cư, về giáo dục hôn nhân, về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Cuộc điều tra áp dụng 100% hình thức thu thập thông tin bằng phiếu điện tử trên thiết bị điện thoại thông minh và máy tính bảng. Những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp cho điều tra viên thống kê sẽ được bảo đảm giữ bí mật, chỉ được sử dụng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, quản lý và điều hành chính sách chung, không sử dụng thông tin chi tiết của từng cá nhân cho các mục đích khác. Đối với địa bàn thành phố thì là cơ bản là các điều tra viên là những người có kinh nghiệm trong cái công tác điều tra thống kê cũng như là cái công tác mà về cái áp dụng cái công nghệ thông tin trong cái điều tra thống kê thì áp dụng cái về cái CAPI thì họ làm rất tốt. Nhiều cái điều tra viên là cái lực lượng là trẻ và cũng được tuyển chọn nhiều lần qua cái cuộc những cái cuộc điều tra thống kê nên là làm rất là đúng cái quy trình. Qua 2 ngày đầu thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tại thành phố Tuyên Quang chưa ghi nhận thiếu sót hay nhầm lẫn trong công tác thu thập thông tin. Cùng với các địa phương trong tỉnh, Chi cục Thống kê khu vực Chiêm Hóa Hàm Yên đã đồng loạt ra quân tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Vì vậy, các điều tra viên đã đến từng hộ để nắm thông tin và bổ sung lên hệ thống điện tử. Với các nội dung chính như thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, về di cư, giáo dục, hôn nhân, về nhà ở và điều kiện sống của hộ gia đình. Tôi cũng trung thực, có những cái gì thì nói rõ với các điều tra viên để tạo điều kiện cho các anh chị hoàn thành nhiệm vụ được ra. Đây cũng là một những cái bước mà để làm sao mà các cái nhà thống kê để nắm bắt được cái tình hình mà để có những cái phương án về phát triển kinh tế sau trong giai đoạn tiếp theo. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 nhằm thu thập thông tin, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, phục vụ việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Tại huyện Hàm Yên, cuộc điều tra được thực hiện tại 17 trên 18 xã thị trấn. Điều tra dân số giữa kỳ mùng 1 tháng 4 này làm cái cơ sở để chúng ta đánh giá những cái kết quả thực hiện theo cái nhiệm kỳ đại hội của Đảng, của địa phương cũng như là của cả chính phủ, cung cấp những cái số liệu để đánh giá cái kết quả thực hiện tình hình kinh tế phát triển. Kết quả của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cũng nhằm phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn tiếp theo.
Còn tại huyện vùng cao Na Hàng, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Na Hàng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình dự án phát triển đô thị. Tổ dân phố 3 thị trấn Na Hàng là một trong những khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với 120 hộ, hơn 400 nhân khẩu, người dân phát triển kinh tế với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Trong nhiều năm qua, trong tổ không có người vi phạm pháp luật, nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Chúng tôi tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước ban hành, nhất là tập trung vào thực hiện các cuộc vận động, trong đó có cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để thực hiện mục tiêu xây dựng thị trấn Na Hàng đạt đô thị loại 4, ngoài việc thu hút các nguồn lực đầu tư, địa phương đã phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ du lịch, công nghiệp và xây dựng. Trong đó tập trung khai thác tiềm năng về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh về đất và người Na Hàng đến với du khách trong và ngoài nước. Đối với Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện công tác chức năng nhiệm vụ của mình là tuyên truyền vận động tất cả cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn, và cũng thực hiện về cái phát triển đô thị đủ các tiêu chí về đô thị loại 4. Việc xây dựng thị trấn Na Hàng trở thành đô thị loại 4 sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng chất lượng cuộc sống của người dân theo hướng văn minh, hiện đại. Thời tiết nắng nóng làm tăng nguy cơ cháy nổ, gây thiệt hại về vật chất, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động các phương án phòng ngừa, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng. Anh Dương Văn Tuấn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, đến cửa hàng bán trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để tìm hiểu và đặt mua một số sản phẩm. Theo anh, nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi vậy, anh đã chọn mua một số thiết bị dự phòng, chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó nếu hỏa hoạn xảy ra, nhằm giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Việc tự trang bị các vật dụng phòng cháy chữa cháy tại nhà ở, cửa hàng kinh doanh là việc rất cần thiết, mang lại sự yên tâm và là công cụ hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Mình mua những cái thiết bị phòng cháy, như ví dụ bình bọt và một số cái để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở cửa hàng, và được các nhân viên cửa hàng tư vấn khá là đầy đủ. Mình thấy là nếu các hộ dân thì nên mỗi người nên gia đình nên trang bị tối thiểu một bình phòng cháy loại 4 cân hoặc loại có thể là lớn hơn để xảy ra sự cố, vì khi mà đám cháy nó còn nhỏ thì còn xử lý được, nó đã bùng phát to lên rồi thì gần như không thể xử lý được. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, năm nay cả nước nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng sẽ đón nhiều đợt nắng nóng kéo dài, khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt sản xuất của người dân. Để chủ động phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tích cực huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ tại đơn vị, xây dựng phương án, phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức tập huấn kiến thức và thực tập phương án chữa cháy. Thông qua buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy thì bản thân tôi cũng tiếp thu được những cái kiến thức và kỹ năng cơ bản để phòng cháy chữa cháy, những cái kiến thức rất là bổ ích mà trước đây thì theo chủ quan của bản thân thì chưa được tìm hiểu. Thì sau cái đợt tập huấn này cũng lĩnh hội được những kiến thức bổ ích và thiết thực. Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mỗi gia đình. Mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn. Các địa phương cần xây dựng các mô hình, các điểm chữa cháy công cộng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý đám cháy ngay từ khi khởi phát, nhằm giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, đặc biệt là khi mùa nắng nóng đang đến gần. Tin thế giới, Pháp đã đề xuất dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm tìm kiếm các phương án để có thể giám sát lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Dự thảo này sẽ cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có sự phủ quyết nào của 4 thành viên thường trực khác, gồm Mỹ, Anh, Nga và Trung Quốc. Dự thảo nghị quyết cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Palestine ở Gaza, đồng thời yêu cầu thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin đang bị bắt giữ. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an quyết định rằng cần phải đạt được một giải pháp thương lượng một cách khẩn cấp, trong đó hai quốc gia dân chủ là Israel và Palestine cùng chung sống hòa bình.
một cơ quan toàn cầu về an ninh lương thực đã cảnh báo rằng nạn đói sắp xảy ra ở nhiều khu vực tại Gaza, nơi hơn 3/4 trong số 2,3 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và nhiều vùng lãnh thổ đang bị tàn phá. Tổng thống Hàn Quốc hôm qua đã nhấn mạnh chính phủ nước này sẵn sàng đàm phán, đồng thời kêu gọi các nhân viên y tế đưa ra một đề xuất thống nhất về việc tăng chỉ tiêu trường y thêm 2.000 suất kể từ năm 2025. Bài phát biểu trước toàn quốc kéo dài 50 phút và được phát sóng trực tiếp từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra ngay khi giới chức Hàn Quốc kêu gọi sự linh hoạt trong giải quyết các cuộc đình công y tế trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sắp đến gần. Trước lo ngại thu nhập của bác sĩ sẽ giảm trong tương lai, Tổng thống Hàn Quốc cho biết điều đó sẽ không xảy ra. Hàn Quốc giải quyết vấn đề này bằng các gói đầu tư đầy hứa hẹn 10.000 tỷ won để đền đáp công sức của những người hành nghề y. Trước đó, hơn 12.000 bác sĩ thực tập và nội trú của Hàn Quốc đã đình công tại nhiều bệnh viện đa khoa trên cả nước trong vòng một tháng qua để phản đối việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Băng ở Nam Cực đang tan với tốc độ cao. Các nhà khoa học cảnh báo điều đó có thể gây thảm họa trên thế giới. Dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia Mỹ xác nhận 3 năm qua là những năm thấp kỷ lục về lượng băng biển trôi nổi khắp lục địa kể từ khi các phép đo vệ tinh bắt đầu được thực hiện vào năm 1979. Các nhà khoa học vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra sự suy giảm băng biển, nhưng họ lo ngại hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể đóng một vai trò nào đó, đặc biệt là do tình trạng nóng lên ở Nam Đại Dương bao quanh lục địa. Việc tổn thất băng biển chỉ là một trong một số thay đổi lớn đang được quan sát thấy ở Nam Cực và có khả năng gây ra hậu quả toàn cầu. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.